vai trò của chất xơ trong kiểm soát đường huyết. Chất xơ là một thành phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt đối với những người cần kiểm soát chỉ số đường huyết. Chất xơ, nhất là chất xơ hòa tan, có tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết qua nhiều cơ chế khác nhau, làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Chất xơ hòa tan giúp làm giảm tốc độ tiêu hóa carbohydrate và hấp thụ glucose vào máu. Điều này giúp ngăn chặn sự tăng vọt của đường huyết sau bữa ăn, tăng độ nhạy của insulin. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng việc tiêu thụ nhiều chất xơ có thể cải thiện độ nhạy của insulin để hấp thụ glucose hiệu quả hơn. Điều này giúp ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp làm giảm cảm giác no, làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ và hạn chế các bữa ăn vặt giàu đường.